Vâng, xin kính chào toàn thể quý cô bác các chị. Chào mừng quý cô bác, quý chị đã quay trở lại với kênh bán hàng của em Công Ô Tô. Ngày nay thì Công Ô Tô sẽ lên sóng để báo giá cho toàn thể quý cô bác, quý chị một loạt những cái mẫu xe 7 chỗ và chỉ có giá hơn 100 triệu đồng và bên Công Ô Tô đang chào bán nhé quý cô bác các chị nhé. Số hotline và số Zalo của em Công vẫn là 0984883980. Quý cô bác các chị nào mà đang cần tìm những cái mẫu xe hơn 100 triệu như này thì có thể liên hệ với Công Ô Tô qua số hotline là 0984883980 và 0945883980 để được hỗ trợ tư vấn mua bán trực tiếp cũng như đặt lịch hẹn xem xe và chạy thử xe nhé quý cô bác quý chị nhé. Và bây giờ mời quý cô bác quý chị chúng ta sẽ xem chi tiết tất cả những cái mẫu xe mà bên Công Ô Tô đang chào bán đây. Đầu tiên đây thì nó là một chiếc dây 2002 này, còn nguyên ghế nỉ này. Đây là một chiếc Mitsubishi Jolly 2004 nhé quý cô bác các chị nhé. Jolly 2004 đây. Chiếc này thì 2004 này. Bên đây thì một chiếc Jolly 2005, một chủ sử dụng từ đầu đây nhé quý anh chị nhé. Một chủ sử dụng từ đầu. Và bên cạnh đây nữa, một chiếc Jolly 2005 nữa đây nhé quý anh chị nhé. Đấy. Bên nhà em thì đang có 3 chiếc Jolly này và một chiếc dây. Một chiếc dây. Bên cạnh đây thì đó là một chiếc Xpander 2019. Con này thì phiên bản số tự động nhé quý anh chị nhé. Phiên bản số tự động bản nhập Indonesia 2019, đăng ký 7 chỗ ngồi. Và bên cạnh đây nữa thì đây là một chiếc cáp máy dầu. Một chiếc cáp máy dầu 2009, số tự động như quý cô bác anh chị nhé. Động cơ 2.0. Và chiếc này thì em đang chào bán chiếc này với giá của em nó bây giờ đang chào bán với giá là 355 triệu. Đây ạ, một loạt những mẫu xe mà đang chào bán bên Công Ô Tô đây nhé quý cô bác các chị nhé. Đấy, đăng ký 7 chỗ ngồi, một loạt 7 chỗ rất là chất lượng đây cho toàn thể quý cô bác quý chị. Chúng ta có thể chiêm ngưỡng một loạt những cái em này. Đấy, thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng mẫu xe một nhé quý anh chị nhé. Từng mẫu xe một để cho toàn thể quý cô bác quý chị có cái nhìn rõ nét nhất, tổng quát nhất về những cái dòng xe 7 chỗ mà đang có giá hơn 100 triệu đồng đây, đang chào bán bên Công Ô Tô đây nhé quý cô bác quý chị nhé. Đầu tiên đây thì đó là một chiếc dây 2002, phiên bản số sàn động cơ 1.8 này. Chiếc này thì còn nguyên ghế nỉ zin nhé quý chị nhé. Lốp đây, lốp còn mới tinh đây ạ. Đây nhé quý cô bác quý chị nhé, lốp còn mới tinh luôn. Đấy, còn nguyên ghế nỉ zin này. Đây ạ, nguyên ghế nỉ zin đây nhé quý cô bác quý chị nhé. Đấy, đây, nguyên ghế nỉ zin này. Đấy, nguyên bản theo xe luôn. Đầu đài cũng còn là đầu đài nguyên zin. Đây. Đăng ký 7 chỗ ngồi nhé quý cô bác các chị nhé. Đây ạ, đăng ký 7 chỗ ngồi. Còn nguyên ghế nỉ này. Đấy, còn nguyên ghế nỉ này. Hàng ghế sau này cũng vậy này. Còn nguyên ghế nỉ nhé quý cô bác các chị nhé. Chiếc này thì em đang chào bán chiếc này với giá là 168 triệu đồng thôi cho toàn thể quý cô bác quý chị đây ạ. Đầu đài cũng vậy này, còn nguyên zin đây. Đấy, đầu đài còn nguyên zin. Hai dàn điều hòa nhé quý cô bác các chị nhé. Đây. Đấy, dàn điều hòa đây. Dàn điều hòa sau đây nhé quý cô anh chị nhé, cho hai hàng ghế sau đây. Chiếc này thì em đang chào bán chiếc này với giá là 168 triệu đồng thôi. 168 triệu nhé quý cô bác quý anh chị nhé. Biển số Hà Nội. Một chiếc dây 2002. Dây 2002 nhé quý anh chị nhé, còn nguyên ghế nỉ zin. Số hotline cũng là số Zalo của em Công vẫn là 0984883950. Quý anh chị mà cần mua những cái mẫu xe 7 chỗ hơn 100 triệu thì có thể liên hệ với Công qua số hotline đó. Bên cạnh đây thì đó là một chiếc Jolly. Jolly thì nhà em đang có 3 chiếc Jolly nhé quý cô bác quý anh chị nhé. 3 chiếc Jolly. Một chiếc 2004 đây và hai chiếc bên cạnh đây thì 2005 nhé quý cô bác anh chị nhé. Đầu tiên đây thì đó là một chiếc 2004. Một chiếc Jolly 2004 phiên bản số sàn động cơ 2.0 đây, đăng ký 7 chỗ ngồi, la răng đúc nhé quý cô bác quý chị nhé. Đấy, lốp thì rất là ok luôn đây, lốp thì còn dày bịch luôn. Đấy, lốp 4 còn lốp rất là mới này. Đấy, 4 còn lốp mới. Rồi ghế bọc da nhé quý anh chị nhé, ghế bọc da. Và con này thì có một chiếc màn này. Đấy, một chiếc màn ở đây nhé quý cô bác quý chị nhé. Vô lăng 4 chấu là bản đủ nhé quý anh chị nhé. Gương kính chỉnh điện, cục mở điện này. Đầu đài và con này thì đầu đài nó còn nguyên zin. Điều hòa chỉnh cơ. Đây dàn điều hòa trước này. Đấy, ghế bọc da thông hơi đầy đủ luôn. Tất cả những cái ốp cửa ở đây thì đều còn là ốp nỉ chứ quý chị nhé. Đều là ốp nỉ hết. Đấy, đều là ốp nỉ. Bên đây nữa là chúng ta sẽ tiếp tục đến với hàng cửa sau đây. Đây ạ, táp ly này. Ốp cánh cửa đây thì đều là còn nguyên ghế nỉ hết. Táp ly zin hết nhé quý chị nhé. Đây ạ, trần thì bọc nỉ zin này. Đấy, bọc nỉ zin đây. Đấy, và đây là dàn điều hòa đây.
Đấy, dàn điều hòa cho hàng ghế thứ hai và thứ ba đây nhé quý cô bác quý chị nhé. Đó. Chiếc này chiếc Jolly 2004 này thì em đang chào bán chiếc này với giá là 145 triệu đồng thôi cho toàn thể quý cô bác anh chị. 145 triệu như quý anh chị nhá, 145 triệu đồng thôi là quý cô bác quý chị đã được sở hữu chiếc Jolly 2004 rồi. 2004. Bên cạnh đây thì đó là một chiếc Jolly 2005. Một chủ sử dụng từ mới nhá quý cô bác anh chị nhá. Một chủ sử dụng từ mới đây ạ, đèn đây. Rất là trong và sáng này. Chiếc này thì màu đen và viền body của xe thì nó sơn màu trắng tạo cho chiếc xe phối hợp rất là đẹp luôn và rất là gần guốc nhá quý anh chị nhá. Gần guốc, trẻ trung thể thao. Những cái dòng này thì có thể cũng là la răng đúc này. Đấy. Rồi lốp thì rất là mới đẹp luôn nhá quý cô bác anh chị nhá. Con này là phiên bản đủ la răng 4 chấu. La răng 4 chấu này. Đây ạ, táp ly đây. Rất là đẹp luôn nhá, phần này thì bọc da này. Phần táp ly của xe đây. Đấy. Gương kính chỉnh điện này. Đầu đài đây. Đấy, đầu đài của xe đây nhá quý cô bác quý anh chị nhá. Vô lăng 4 chấu này. Rất là đẹp luôn, ghế bọc da. Đấy, ghế bọc da thì rất là ok rồi, đi nó rất là mát rồi. Đây ạ. Dàn điều hòa cho cửa, dàn điều hòa trước này. Rồi trần thì cũng vẫn là trần nỉ zin hết nhá quý cô anh chị nhá, tấm chắn nắng cũng còn zin nguyên hết này. Chiếc này thì em đang chào bán chiếc này với giá là 160 triệu đồng thôi quý anh chị nhá. 2005, một chủ sử dụng từ mới. 2005, một chủ sử dụng từ đầu nhá quý anh chị nhá. Đấy, một chủ sử dụng từ đầu và đang có giá bán bên Cô Tu chiếc này với giá là 160 triệu đồng thôi là quý cô bác quý anh chị đã được sở hữu em nó đây rồi. Con này thì cực chất luôn rồi. Một chủ sử dụng từ mới nhá. Một chủ sử dụng từ mới. Cột kèo còn nguyên zin luôn. Điều hòa Z-Boost luôn, đăng ký 7 chỗ ngồi. Máy số chất. Máy số cực chất luôn nhá quý cô bác quý chị nhá. Keo chỉ zin. Những cái đời này mà những cái dòng này mà còn một chủ thì là xe nó phải cực kỳ chất. Với còn giữ được một chủ nhá. Và bác chủ phải thực sự là rất là yêu xe. Với giữ được một chủ, một con từ 2005, 7 chỗ ngồi từ 2005 nhá. Thì lúc đó thì cũng phải đội có tiền với mua được những cái dòng Jolly này. Đấy. 160 triệu đồng thôi là quý cô bác quý chị đã được sở hữu một chiếc Jolly đăng ký 7 chỗ ngồi, một chủ sử dụng từ mới. Động cơ 2.0 nhá quý anh chị nhá, một chủ sử dụng từ đầu đấy ạ. Đấy. Jolly thì em còn một chiếc Jolly nữa đây. Đây là chiếc Jolly 2005. Phiên bản số sàn động cơ 2.0 nhá quý cô bác quý chị nhá. Động cơ 2.0. Đăng ký 7 chỗ ngồi. Chiếc này thì em đang chào bán với giá là 160 triệu đồng. Đèn của nó thì cũng rất là trong và sáng, rất là đẹp giống như chiếc Jolly bên kia. Chiếc này thì màu xanh, chiếc kia thì màu đen, hai chiếc 2005. Chiếc màu đen bên kia thì một chủ sử dụng từ đầu. Con này thì hai chủ rồi nhá các bác nhé. Lốp này. Lốp mới tinh luôn. Đây ạ, ta lông còn nguyên này. Đấy. Bốn lốp mới tinh luôn. Bốn lốp mới tinh luôn nha các bác nhé. Ốp gương thì bằng ốp bằng lốp sáng choang luôn cho toàn thể quý cô bác quý chị đấy ạ. Con này thì rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn, hai chủ, tuy rằng hai chủ nhưng mà con này rất là đẹp đây. Cánh cửa của rất là vuông vắn, rất là đẹp luôn, sạch sẽ nhá quý cô bác quý chị nhá. Ghế bọc da này. Đó, ghế bọc da xịn sò luôn, thông hơi và bác chủ thì lên xem nó hai bộ áo ghế hạt là massage đây. Đó, vô lăng con này thì quá đẹp luôn rồi. Đó, vô lăng con này thì quá đẹp luôn nhá các bác nhé. Đó, vô lăng quá đẹp luôn. Đầu con này thì có màn hình cam lùi đầy đủ đây nhá các bác nhé. Đây ạ, có màn hình cam lùi đầy đủ, có cả thẻ nhớ SD luôn này. Đấy, nghe nhạc rất là thích luôn. Con này có cả cam hành trình này. Đây ạ, có cả cam hành trình luôn đây nhé quý cô bác anh chị nhé. Đấy, táp ly táp lô đẹp, trần nỉ này. Hai dàn điều hòa. Hai dàn điều hòa, đăng ký 7 chỗ ngồi. Và chiếc này thì em cũng đang bán với giá là 160 triệu đồng thôi cho toàn thể quý cô bác quý chị đây ạ. Đấy, có cả bình chữa cháy này, đầy đủ luôn. Đây ạ, trần nỉ này. Đấy, dàn điều hòa đây. Đó, xe chất đẹp nhá quý cô bác quý chị nhá. Không lỗi nhỏ cho toàn thể quý cô bác quý chị luôn. Chiếc Jolly 2005. Đây ạ, bác chủ thì sơn bên trong màu đỏ này, bên ngoài thì màu trắng, lốp màu đen, lốp thì rất là mới luôn cho toàn thể quý anh chị. 160 triệu đồng. 160 triệu đồng thôi nhá quý cô bác quý chị nhá. Là quý cô bác quý chị đã được sở hữu một chiếc Mitsubishi Jolly 2005 đây, 2005 nhá quý anh chị nhá, và đang có giá bán là 160 triệu đồng. Chúng ta sẽ ké vào đây một chút là hai chiếc này, hai chiếc 7 chỗ này. Một chiếc Xpander 2019 phiên bản số tự động, động cơ 1.5 máy eco nhá quý anh chị nhá. Con này thì xe rất là đẹp luôn, không lỗi cho toàn thể quý cô bác quý anh chị.
Đấy, công nghệ Dyno Mid Shield. Và trên này mạ chrome hình mạ chrome màu khói rất là đẹp luôn. Và chiếc này thì em đang chào bán chiếc này với giá là 595 triệu đồng nha quý cô anh chị nhé. La răng đúc 4 lốp mới, xinh nhan trên gương bằng một dải đèn LED. Xe trang bị đề nổ này, chìa khóa thông minh, khóa cửa nút bấm trên cánh cửa. Ghế bọc da zin xịn nguyên bản theo xe. Và chiếc này chạy được 1 vạn 9. 1 vạn 9 nha quý anh chị nhé. Táp ly táp lô rất là đẹp luôn. Những cái dòng này thì miễn chê rồi. Đấy, có cả bình cứu hỏa trên đây luôn này. Rồi vô lăng tích hợp bàn phím kết hợp rảnh tay nghe gọi, có cruise control đầy đủ này. Màn hình cam lùi đầy đủ nhá quý cô bác anh chị nhá. Đầu thì còn nguyên zin của Mitsu đây. Đấy, đầu nguyên zin. Ghế thì bác chủ đã lên cho em nó một bộ ghế da rồi. Đã lên cho em nó một bộ ghế da chất rồi nhá quý anh chị nhá. Rồi trần chỉ thêu 3D. Đấy, trần chỉ thêu 3D. Và nó cũng có hai cái dàn điều hòa, nó giống như cái dòng của Jolly kia. Và chiếc này thì em đang chào bán chiếc này với giá là 595 triệu đồng nhá quý anh chị nhá. 595 triệu đồng thôi, đây ạ. Đấy, trần chỉ thêu 3D rất là đẹp luôn, ghế bọc da zin. Xe mới chạy được có 1 vạn 9 thôi, không cần phải kiểm tra quá nhiều về chất nữa, lốp thì còn tương đối mới này. 595 triệu đồng nhá quý cô bác chị nhá. Là quý cô bác chị đã được sở hữu em Xpander 2019 đây rồi. 2019 rồi. Đây ạ, chúng ta sẽ ké tiếp thêm một chiếc Captiva máy dầu 2009, phiên bản số tự động động cơ 2.0 nhá quý anh chị nhá. Số tự động động cơ 2.0. Và chiếc này thì em đang chào bán với giá là 355 triệu đồng. Đèn pha của xe thì trang bị đó là đèn bi cầu, xi nhan tích hợp trên gương, gương kính chỉnh điện, cụp mở điện, 4 lốp mới đây, lốp mới tinh luôn nhá các bác nhá. Đấy, lốp mới tinh luôn. Thậm chí là những cái gai viền này. Đấy, cũng còn nguyên luôn, 4 lốp mới tinh. Chiếc này máy dầu động cơ 2.0 thì rất là tiết kiệm nhiên liệu, nó rơi vào tầm khoảng 8 lít dầu trên 100 km đường hỗn hợp thôi. Táp ly táp lô con này thì cực kỳ đẹp luôn rồi. Đấy, rồi con này thì có ghế lái chỉnh điện này. Đấy, ghế lái chỉnh điện cho quý anh chị nhé. Và ghế bọc da zin xịn nguyên bản theo xe. Đây, gương kính chỉnh điện, cụp mở điện đây nhé các bác nhé. Những phần này thì sơn vân gỗ rồi. Đây, sơn ra vân gỗ. Vô lăng 4 chấu là. Con này thì bác chủ đã lên cho em nó một chiếc màn hình giải trí Android cỡ lớn này. Có hệ thống hỗ trợ đổ đèo này. Đấy, rồi có hệ thống chống trơn trượt này. Điều hòa tự động nhé các bác nhé. Đây ạ, điều hòa là điều hòa tự động, số tự động. Rồi gương điện chống lóa trong xe này. Rồi có cả cam hành trình đầy đủ này. Ghế bọc da trần nỉ zin này. Động cơ 2.0 máy dầu nhé quý cô bác anh chị nhé. Động cơ 2.0 máy dầu 355 triệu đồng thôi. Là quý cô bác quý chị đã được sở hữu một chiếc Captiva máy dầu rồi. Đây, đấy, lốp mới tinh này, ta lông còn nguyên. Đấy, ta lông còn nguyên. Vừa rồi thì em cũng đã báo giá nhanh một loạt những cái dòng xe 7 chỗ mà bên công ô tô đang chào bán, chỉ với giá là hơn 100 triệu đồng nhá quý cô bác quý chị nhá. Em sẽ báo giá lại một loạt những cái mẫu xe này cho toàn thể quý cô bác quý chị, chúng ta có thể nắm lại giá của con này. Số hotline cũng là số Zalo của em công là 0984 883 980. Quý cô bác quý chị nào mà lên xem live lần đầu và lên xem video lần đầu mà chưa đăng ký kênh thì các bác hãy vào đăng ký kênh, bấm thông báo, bật thông báo, bật theo dõi và bấm thích trang để không bỏ lỡ những cái buổi mà em lên review những cái đầu xe em đang bán, cũng như là những buổi tối 19 giờ lúc 7 giờ buổi tối tất cả ngày trong tuần em lên livestream báo giá cập nhật tất cả đầu xe mới về cho quý anh chị nhé. Đầu tiên đây thì đây là chiếc Jolly 2002. Đây là chiếc dây 2002 nha các bác nhé, xin lỗi. Đây là chiếc dây 2002. Và chiếc này thì em đang chào bán chiếc này với giá là 168 triệu đồng. Bên cạnh đây thì đó là một chiếc Jolly 2004 và chiếc này em đang chào bán với giá là 145 triệu đồng. Một chiếc Jolly 2005, một chủ sử dụng từ đầu và em đang chào bán chiếc này với giá là 160 triệu đồng. Một chiếc Jolly 2005, xe có trang bị màn hình cam lùi, cam hành trình đầy đủ và đang có giá bán là 160 triệu đồng. Một chiếc Xpander 2019, số tự động động cơ 1.5, máy eco và chiếc này em đang chào bán với giá là 595 triệu đồng. Một chiếc Captiva 2009, máy dầu số tự động và đang có giá bán bên công ty với giá con này là 355 triệu, xe cũng trang bị điều hòa auto, màn hình cam lùi, cam hành trình đầy đủ như quý quá chị nhé. Vừa rồi thì em đã tổng hợp qua tất cả những cái mẫu xe 7 chỗ giá hơn 100 triệu đang chào bán cho toàn thể quý cô bác các chị. Quý cô bác chị mà đang cần tìm mua cho mình một mẫu xe 7 chỗ ngồi hơn 100 triệu như này thì hãy liên hệ với công ô tô qua số hotline là 0984 883 950 để được hỗ trợ tư vấn mua bán trực tiếp cũng như đặt lịch hẹn xem xe. Quý anh chị xem kênh mà chưa đăng ký thì hãy vào đăng ký kênh, bật thông báo, bật theo dõi để chúng ta gặp nhau thường xuyên hơn vào buổi tối lúc 19 giờ như quý anh chị nhé. Và quý cô bác chị
bật thông báo, bật theo dõi và đăng ký kênh lên rồi thì không máy của quý cô bác chị sẽ nhận được thông báo mỗi khi em đăng bài lên review xe cũng như là những buổi mà livestream báo giá. Cảm ơn toàn thể quý cô bác quý chị trong thời gian vừa qua đã luôn đồng hành và ủng hộ Công Auto. Hẹn gặp lại quý cô bác quý chị vào những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.